Ok. Hello, xin chào tất cả mọi người. Thì như mọi người cũng có thể thấy trước ống kính máy quay là một chuyên gia rất là quen thuộc của DK rồi đúng không ạ? Đây là chị Hoàng Quyên đang thực hiện một ca phun mí. Và khoảng thời gian này thì sắp đến mùa du lịch ý, cho là DK cũng nhận được rất là nhiều các câu hỏi về phun mí. Vậy nên hôm nay nhân cơ hội mà chị Hoàng Quyên đang thực hiện một ca phun mí thì mình sẽ nhờ chị Hoàng Quyên giải đáp một số các cái thắc mắc. Thì các bạn có thể comment trực tiếp vào live stream này nhé. Ngoài ra thì chúng ta sẽ cùng theo dõi cận cảnh một chút về quá trình phun mí tại DK là như thế nào. Và để cho mọi người hết cả mọi thắc mắc của mọi người thì sẽ được chị Hoàng Quyên giải đáp ở đây. Thì em mời ống kính máy quay có thể zoom cận một chút giúp em vào cái ca mà chị Quyên đang thực hiện phun mí này nhé. Đây là chị Quyên ạ. Chào mọi người. Chào chị Quyên ơi. Chị đang thực hiện một ca phun mí đúng không ạ? Đúng rồi, mình đang gần xong một ca phun mí đến 95% rồi, còn khoảng độ có 5% nữa thôi là mình đã xong. Dạ. Thì chị có thể giúp em là phân tích một chút về cái tình trạng cái ca mình đang thực hiện này được không ạ? Ca mí của mình đang thực hiện là mí lai. Thì khách hàng có yêu cầu là mí lai đây. Máy quay có thể em thả lỏng mắt cho chị nhé. Đấy, em có thể mở mắt cho chị này. Đấy, đấy, khách hàng máy quay có thể tận tận này. Với phun mí của khách hàng ấy, của em ấy thì là mắt của em hơi sắc, nhưng nếu như mình làm vẽ cái đuôi nó cao quá thì tạo ra cái mắt nó rất là sắc và đuôi thì nó sẽ bị cong lên, nó thành như kiểu mắt tơ. Nên nếu như mình làm mí thì mình cũng phải nhìn, mình phải cân đo đong đếm rằng là khi mà khuôn mắt của khách hàng, nếu như mắt của khách mà có bị hơi sách quá thì mình không lên làm cái đuôi nó bách cao lên nhé. Mình sẽ hạ cái đường mí xuống để làm sao cho nó hài hòa với cái khuôn mắt của khách hàng nhé. Đấy, đây máy quay có thể nhìn sang hai bên này. Đấy, bây giờ mình gần làm gần xong rồi. Và mí của bạn ấy là da hơi mỏng nhưng mà có hơi sưng một chút, sưng lề một chút. Thế trong khoảng 2 tiếng thì nó sẽ đỡ hơn nhiều. Còn với những cái trường hợp nhiều như khách hàng cũng rất thích làm mí nhưng với cái mắt người ta bé quá ấy, thì mình có thể là sử dụng sang mí mở tròng, mình có thể không làm đuôi. Đó, ở nếu mà mắt bé mà mí lót ấy, thì mình có thể là dùng chỉ cần làm mí ấy thôi, mí mở tròng thôi. Còn đây là mình có thể làm đuôi lai thêm một chút thì làm tạo ra cái mắt nó sắc mà nè. Ở đây lai của mình là lai vừa phải nhá, mình không nên làm lai to quá kiểu như là lai mắt mèo nhá. Mắt mèo thì bây giờ không ai có làm nữa cả. Đấy, mình làm sao tạo cho cái khuôn mắt nó dài hơn thôi. Em có câu hỏi gì không? Chị Quyên ơi, thì có một câu hỏi mà các bạn khá là quan tâm trong thời gian này ạ. Đấy là sắp tới mùa du lịch rồi, thì làm mí thì có ảnh hưởng gì đến cái công cuộc đi du lịch của mọi người không ạ chị? Không hề nhá. Nếu như mà cái du lịch bây giờ thì đang rất là hot đi rồi, thì mình mà đi du lịch thì mình thường tắm biển các thứ ấy. Thì khi mà mình mà trang điểm thì xong xuống nước thì chắc chắn là nó sẽ lại ấy hết ra rồi. Còn đâu làm mí này thì quá tuyệt vời, nó không ảnh hưởng gì cả, mà rất là đẹp luôn, không ảnh hưởng một tí gì cả. Kể bây giờ mình làm mai mình đi biển cũng thoải mái luôn, không làm sao hết. Và đây là khách hàng của bên DK thì là bạn ấy đến là bạn ấy làm combo luôn cả mày cả môi mí, mày lông mày thì bạn ấy đã làm nơi khác, và hôm nay các bạn cũng đến hút để bạn đúng rồi hút để sửa lại làm mới, và môi của bạn cũng chuẩn bị để làm tiếp, nhưng bây giờ mình đang làm mí và tí nữa mình sẽ tiếp tục làm môi cho bạn ấy. Đúng rồi, cả khách hàng hôm nay sẽ combo tất cả. Em ơi, thì vừa làm thì sắp xong rồi em rồi, em có thấy đau không? Em thấy chị ủ tê kỹ nhưng là cũng không đau đâu ạ. Chị cảm ơn em. Đây là em sẽ xoay thương này. Bây giờ là 95% rồi nhá, em xem. Thấy dáng mí này không em? Em thích cái dáng mí đấy ạ. Nó rất vừa phải với em. Rất vừa phải mà khi mà mình ngồi dậy thì rất là tự nhiên. Còn đây khi mình đang nằm, và mình xoay gương thì mình sẽ cảm giác vào cái thấy cái đường mí. Còn khi ngồi dậy thì nó tẹp vào mí rồi. Nó rất tạo ra một cái đường mắt nó dài hơn và nó sắc hơn. Và rất là đẹp. Có nghĩa là nó cảm giác là không cần phải nối mi đâu. Cái mi cảm thấy nó dày hơn, nó sâu hơn đấy. Nhìn mắt là sâu hơn. Sâu hơn và nó đẹp hơn. Thì cũng nghe chuyên gia Hoàng Quyên chia sẻ là chỉ có một đường mí nhỏ thôi nhưng mà sẽ khiến cho đôi mắt của chúng ta trở nên là sắc sảo và trông sắc nét hơn rất là nhiều. Vậy nên là nếu mà mọi người còn đang băn khoăn hay là lo lắng sắp tới có những cái chuyến du lịch mà sợ là phun mí có ảnh hưởng đến quá trình đi chơi của mọi người nhé, thì mọi người hoàn toàn yên tâm bởi vì chuyên gia của chúng tôi đã giải đáp câu hỏi này rồi. Và nếu như mà mọi người có câu hỏi nào hay thắc mắc nào về bất cứ dịch vụ về mày, môi mí hay là laser thì hãy inbox cho fanpage của DK để được tư vấn tốt nhất từ chuyên gia. Và bây giờ thì mình sẽ xin kết thúc livestream này tại đây để chuyên gia Hoàng Quyên có thể tiếp tục thực hiện nút ca phun mí và phần phun môi còn lại cho khách hàng nhé. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Cảm ơn mọi người đã theo dõi livestream hôm nay. Em cảm ơn chia sẻ của chị Hoàng Quyên ạ.